17.000 tên súng nước ngoài thiệt mạng ở Ukraine, Ba Lan lập lá chắn phương đông ở biên giới nga. Uav của Ukraine tập kích sâu 1.800 km bên trong lãnh thổ nga. xe tăng bất khả chiến bại của phương Tây bất lực trên chiến trường Ukraine. Tây Ban Nha gửi tên lửa Patriot, xe tăng Leopard tới Ukraine. Lỗ hổng lớn trong kế hoạch của châu Âu vũ trang cho Ukraine. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật. Sau đây là nội dung chi tiết. Chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk đã lên kế hoạch cho một loạt biện pháp an ninh, bao gồm cả không gian mạng, cũng như khoản đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào an ninh biên giới phía đông, được gọi là lá chắn phương đông. Theo Bộ Quốc phòng Ba Lan, Hệ thống an ninh mới sẽ là một phần của cơ sở hạ tầng phòng thủ khu vực được xây dựng chung với các nước Baltic gồm Litva, Latvia và Estonia, những quốc gia cũng nằm trên sườn phía đông của NATO. Hệ thống này với các chốt chặn hiện đại, công sự kiên cố và hệ thống giám sát tối tân được kỳ vọng sẽ ngăn chặn hiệu quả bất kỳ hành vi gây hấn nào. Bộ quốc phòng Ba Lan nhận định, lá chắn phương đông sẽ tăng cường đáng kể khả năng chống chịu của nước này trước các mối đe dọa quân sự từ phía đông, hạn chế khả năng cơ động của quân đội đối phương, đồng thời mang lại sự tự do hành động và khả năng sống sót cao hơn cho quân đội và thường dân của chúng ta. Là quốc gia thành viên NATO và luôn ủng hộ Ukraine, Ba Lan cho rằng mình đang là mục tiêu của các hoạt động không mấy thân thiện từ Nga và Belarus. Các quan chức Ba Lan cho rằng đó là nỗ lực nhằm gây bất ổn cho Liên minh châu Âu, EU mà Ba Lan là thành viên. Trước đó, chính phủ tiền nhiệm của Ba Lan đã đầu tư 400 triệu đô la Mỹ để xây dựng tường ngăn ở khu vực biên giới với Belarus nhằm ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt bắt đầu từ năm 2021. Ở diễn biến khác, một lính đánh thuê người Mỹ cho biết nhiều đồng nghiệp của anh ta đã từng trải qua các cuộc chiến ở Trung Đông, Châu Phi đã trả giá đắt khi nhầm lẫn việc tham gia chiến sự ở Ukraine với kỳ nghỉ cùng với gấu Nga. Theo đó, một lính đánh thuê Mỹ từng chiến đấu bên cạnh lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một cuộc phỏng vấn thẳng thắn với tờ Business Insider của Mỹ rằng nhiều ngỗng hoang, biệt danh của lính tư nhân đang chết ở Ukraine vì họ nhầm lẫn cuộc chiến với kỳ nghỉ. Ông cảnh báo những sai lầm của những người có ý định đến khu vực quân sự ở Ukraine để tham gia các trận đánh chống lại quân đội Nga. Theo Business Insider, một lính đánh thuê Mỹ muốn giấu tên đã tham gia các trận chiến hai năm qua, đã cảnh báo những người đang có ý định sang chiến đấu cho phía Kiev rằng sẽ không có cuộc đi dạo dễ dàng ở Ukraine khi chiến đấu với quân đội Nga. Tại chiến trường Ukraine, họ sẽ hiểu thế nào là cuộc chiến thực sự. Người lính này nói thêm rằng, so với cuộc chiến khốc liệt nhất ở Trung Đông là chiến tranh Iraq, quy mô của cuộc xung đột ở Ukraine mật độ bom đạn, cường độ hoạt động quân sự ở Ukraine cao hơn nhiều và bản thân loại hình cuộc chiến này về cơ bản cũng khác với những kinh nghiệm trước đây họ có. Trước đó, cũng chính cổng thông tin Business Insider đã dẫn lời lính đánh thuê Hoa Kỳ. John McIntyre rằng sau hơn 2 năm xung đột, số lượng những lính đánh thuê kiểu ngỗng hoang ở Ukraine đang giảm một cách nhanh chóng. Trong tổng số 20.000 tay súng nước ngoài ban đầu thuộc quân đoàn quốc tế của lực lượng vũ trang Ukraine, hiện nay chỉ còn lại 3.000 người. Những người còn lại hoặc đã chết hoặc bỏ về nhà. Một số thì đầu quân cho quân đội Nga. Theo luật huy động mới của Ukraine, những người đàn ông Ukraine hiện phải đối mặt với sự lựa chọn, tuân thủ và đối mặt với khả năng bị đưa ra tiền tuyến hoặc cố gắng trốn tránh và có nguy cơ bị trừng phạt và lên án. Nhưng quân đội rõ ràng không phải dành cho tất cả mọi người. CNN đã nói chuyện với một người đàn ông quyết tâm tránh phục vụ bằng bất cứ giá nào. Người này đã xin giấu tên vì sợ bị lên án. Anh ta nói, tôi không muốn giết người và về nguyên tắc, tôi chưa sẵn sàng cho việc đó. Nếu pháo kích bắt đầu ở tiền tuyến, tôi nghĩ mình sẽ bối rối và sẽ chỉ tạo ra vấn đề cho người khác. Tôi nghĩ rằng việc kiếm tiền và mang đô la về nước sẽ hữu ích hơn là đào chiến hào hoặc bảo vệ các cơ sở quân sự. Anh nói thêm và tin rằng Ukraine không có đủ vũ khí để đòi lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm giữ trong xung đột. Nếu nhận được thông báo nhập ngũ, tôi sẽ rời khỏi đất nước. Thực sự, tôi không muốn rời đi bởi mọi thứ ở châu Âu không đẹp đẽ và đầy nắng như mọi người vẫn nghĩ. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn giữa việc tham chiến hoặc ra nước ngoài, tôi sẽ chọn ra nước ngoài, tôi sẽ đưa hối lộ, cuộc sống của tôi là trên hết và tôi nhận ra rằng khả năng tử vong là rất cao. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người sẽ được triệu tập. Cuối năm ngoái, lãnh đạo phe đầy tới nhân dân của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong quốc hội cho biết quân đội đang tìm kiếm thêm 500.000 quân nhân. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky gần đây cho biết bất kỳ sự gia tăng số lượng nào cũng có thể sẽ thấp hơn đáng kể. Một chỉ huy Ukraine cũng cho biết tình trạng thiếu nhân lực đang gây ra những ảnh hưởng nặng nề trên tiền tuyến. Lực lượng Ukraine hiện yếu thế hơn đối thủ cả về vũ khí và quân số, khiến họ bị Nga lấn át tại một số khu vực trên tiền tuyến. Luật mới sẽ hạ độ tuổi huy động tối thiểu từ 27 xuống 25 nhằm tăng số lượng tuyển quân. Quyết định này đã gây tranh cãi khi nhiều người phản đối cho rằng những thanh niên không có bất kỳ kỹ năng quân sự nào và những người đại diện cho tương lai đất nước phải hy sinh vô ích. Tuy nhiên, trái ngược với những người sợ hãi và trốn tránh việc ra tiền tuyến, rất nhiều người lính trẻ Ukraine đều ủng hộ luật huy động mới khẳng định quân đội hiện cần tân binh hơn bao giờ hết. Đối với Mamot, cựu luật sư 24 tuổi, người tình nguyện gia nhập quân đội Ukraine sau khi xung đột với Nga bùng phát hồi tháng 2 năm 2022 và đang là phi công điều khiển máy bay không người lái UAV quân sự Ukraine, luật huy động mới nhằm tăng số lượng quân dường như đến hơi muộn. Anh nói, nó nên được thực hiện sớm hơn. Anh cho biết, anh cũng không có đủ kỹ năng khi tham chiến ở tuổi 22, nhưng nhấn mạnh, bạn có thể hỏi và học, xem người khác làm và làm theo không ai để bạn một mình cả. Mọi người sợ hãi, đó là điều bình thường, nhưng họ phải ra quyết định trong thời điểm khó khăn như hiện nay và chúng ta phải chiến đấu. Trung úy Yegor Demidov, 24 tuổi, cũng là người ủng hộ luật huy động quân mới, cựu sinh viên luật cho biết, anh thực sự mệt mỏi và có đôi chút giận dữ vì tình trạng không thể điều động đủ quân đã diễn ra suốt 2 năm qua. Ngoài ra, phi công UAV 22 tuổi có mật danh Coyote, hoạt động ở khu vực Donetsk cũng cho biết, anh nghĩ tuổi tối thiểu thậm chí nên hạ thấp thêm chút nữa. Theo anh tốt hơn hết là mọi người nên rèn luyện, học hỏi những kỹ năng mới và đi chiến đấu bởi tình hình ngày càng tồi tệ. Một người lính Ukraine khác nói trên tiền tuyến, tất cả mọi người đều kiệt sức, nếu không có tân binh và không còn ai chiến đấu, họ sẽ thua trận. Trong bối cảnh Ukraine đang phải chịu áp lực ngày càng lớn trên chiến trường, châu Âu hiện cố gắng hết sức để có thể tăng cường sản xuất đạn pháo và tên lửa hỗ trợ nước này, đồng thời bổ sung vào kho dự trữ. Vào tháng 1 năm 2024, Liên minh châu Âu EU thừa nhận rằng họ đã không thể đạt được mục tiêu cam kết cung cấp cho Ukraine một triệu quả đạn pháo trước tháng 3 năm 2024. Đến ngày 15 tháng 3, EU quyết định phân bổ 500 triệu euro, khoảng 542 triệu đô la Mỹ để tăng cường sản xuất. Tuy nhiên, nút thắt lớn nhất hiện nay vẫn là vấn đề thiếu chất nổ. Kế hoạch nêu trên được biết đến với tên gọi Đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược. Theo đó, 3 phần tư số tiền, tương đương 372 triệu euro, sẽ được chi để sản xuất những vật liệu gây nổ. Châu Âu cần số lượng lớn thuốc nổ để có thể đạt được mục tiêu sản xuất 2 triệu quả đạn pháo mỗi năm vào cuối năm 2025. Thách thức ở đây là các nhà sản xuất thuốc nổ không chắc chắn về việc tăng sản xuất và lo ngại sự không ổn định trong ngành công nghiệp này sẽ cản trở các nhu cầu gia tăng của Ukraine để duy trì khả năng cạnh tranh trên chiến trường. Chỉ có một số ít công ty hiện còn sản xuất được vật liệu năng lượng cao đạt tiêu chuẩn NATO. Có thể kể đến đầu tiên là Chemring Nobel. Công ty này sở hữu một nhà máy rộng lớn ở Chartres, Naui một công ty khác là Erenco của Pháp, công ty điều hành một cơ sở lớn tương tự ở Cascoga, Thụy Điển. Ông Tim Lorenson thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, một tổ chức tư vấn lập luận rằng việc khôi phục hoạt động trở lại của các nhà máy bị tạm ngưng hoạt động sẽ mất thời gian do cần phải trang bị lại và tân trang lại cơ sở vật chất. Được thúc đẩy bởi các khoản trợ cấp, các công ty đang đổ tiền vào việc mở rộng quy mô sản xuất. Mặc dù vậy, các chuyên gia trong ngành này lưu ý rằng việc khởi công xây dựng một nhà máy có thể mất từ 3 đến 7 năm. Các nhà sản xuất thuốc nổ cũng phải đối mặt với sự khan hiếm nguồn lực. Đầu tiên, phải kể đến tình trạng thiếu công nhân lành nghề trên toàn ngành. Ông Holchen cho biết, nhiều kỹ sư lành nghề đã nghỉ hưu và rất ít người trẻ hào hứng với việc lựa chọn công việc liên quan đến chất nổ. Thứ hai, nguồn cung cấp nguyên liệu thô quan trọng như tiền chất hóa học cũng đang gặp khó khăn. Việc tìm nguồn cung cấp axit nitric, một hợp chất hóa học có thể đặc biệt khó vào thời điểm hiện nay. Mặc dù đóng vai trò vô cùng cần thiết để sản xuất nitrocellulose, nguyên liệu thô thiết yếu cho chất nổ việc sản xuất axit nitric chủ yếu được dùng để sản xuất phân bón. Khi các nhà sản xuất phân bón phải chịu chi phí năng lượng cao hơn, các nhà sản xuất chất nổ đã phải vật lộn với việc nguồn cung khan hiếm. Ngoài ra, còn có những lỗ hổng trong chuỗi cung ứng, sơ bông, một loại sợi là thành phần quan trọng khác của nitrocellulose, hầu hết được nhập khẩu từ Trung Quốc. Giữa bối cảnh khó khăn hiện nay, một số nhà cung cấp đạn dược đang tìm kiếm chất nổ ở những nơi xa hơn. Các báo cáo chỉ ra rằng các nhà sản xuất thuốc nổ của Ấn Độ và Nhật Bản đang lấp đầy một phần khoảng trống. Một số chuyên gia lo ngại chất nổ từ nước ngoài có chất lượng kém hơn và do đó có thể làm hỏng thiết bị. Những lời hòa Mỹ lạc quan từ các chính phủ châu Âu đã được chứng minh có phần đúng bởi một số tiến bộ đạt được. Sản lượng vỏ đạn hàng năm trên toàn EU được dự đoán sẽ đạt ít nhất 1,4 triệu vào cuối năm 2024, tăng từ khoảng 500.000 một năm trước. Cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cho thấy tính hiệu quả của máy bay không người lái drone UAV giá rẻ chúng có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với các vũ khí khí tài tinh vi và đắt tiền một ví dụ khác là cuộc tấn công của hamas vào israel tổ chức vũ trang này đã triển khai hàng nghìn drone mang đầy chất nổ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với các cơ sở quốc phòng và dân sự israel drone phát triển được ứng dụng rộng rãi trên chiến trường đã thúc đẩy các công nghệ mới nhằm hạn chế hiệu quả của drone quân sự nga là một trong những nước đi tiên phong ở lĩnh vực này họ đã triển khai abjad và ghiuja hai hệ thống chống drone được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo ai trên chiến trường Ukraine. Theo hãng thông tấn EAT, Ukraine cũng đang nhận được các hệ thống chống drone từ Mỹ. Ukraine gần đây tiếp nhận một số hệ thống Cortex Typhon từ Kongsberg, một công ty của Naui. Hệ thống này sử dụng radar phát hiện drone và sau đó khai hỏa tên lửa bắn hạ chúng. Ukraine đã tự phát triển và triển khai một số hệ thống tác chiến điện tử như Brave One để chống lại tên lửa hành trình của Nga. Họ còn có một hệ thống được gọi là Vampire, trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser, lắp đặt trên xe tải đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại các cuộc tấn công bằng drone của Nga ở Kiev và các nơi khác. Hệ thống này tỏ ra hiệu quả trong việc chống lại các drone xa hết do Iran sản xuất mà Nga sử dụng. Ngoài Nga và Ukraine, Israel cũng có nhiều thành tựu trong lĩnh vực chống drone. Quân đội nước này có trong tay hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael Dom và Elbit System Redrone có thể phát hiện drone thông qua radar 3D, cung cấp thông tin về vị trí ba chiều của các vật thể, phát hiện tín hiệu hoặc camera, sau đó phát ra tín hiệu gây nhiễu để làm gián đoạn hoạt động của nó, không có gì ngạc nhiên khi thị trường thiết bị công nghệ chống drone đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, bất chấp sự tăng trưởng và tiềm năng của thị trường drone, các hệ thống chống drone hiện tại được cho là có một số hạn chế lớn. Thách thức lớn nhất là yếu tố chi phí. Không giống như drone rẻ tiền và được sản xuất nhiều, các hệ thống chống drone rất đắt đỏ. Ngành công nghiệp chống drone được cho là đang chi hàng triệu đô la Mỹ để bán hạ một chiếc drone có chi phí sản xuất thấp. Ngoài ra, không có giải pháp nào phù hợp cho tất cả để giải quyết vấn đề drone. Mỗi công nghệ và phương pháp chống drone đều yêu cầu những hoàn cảnh và mục tiêu cụ thể. Các chuyên gia nói rằng ngành công nghiệp chống drone chưa phát triển được các hệ thống. Brett Velikovic, cựu quân nhân Mỹ và là giám đốc điều hành Drone Expert cho biết hiện có hơn 200 công nghệ chống drone với hơn 100 nhà sản xuất, nhưng vẫn chưa có một giải pháp nào có thể đảm bảo 100% ngăn chặn được mọi loại drone. Trên thế giới hiện có 4 loại hệ thống chính để đối phó với drone. Theo dõi, gây nhiễu, động học, chiếm quyền điều khiển. Nói rộng hơn, thông qua việc theo dõi và gây nhiễu, là những hệ thống phi động học. Người ta có thể xác định vị trí của drone và làm gián đoạn khả năng bay của nó bằng cách chặn hoặc phá hỏng các tín hiệu quan trọng để điều khiển và điều hướng. Hệ thống động học là hệ thống bắn đạn để tiêu diệt drone. Quân đội một số nước có các lựa chọn động học như súng bắn lưới để cuốn chặt drone, khiến chúng rơi hoặc không thể hoạt động. Vũ khí năng lượng định hướng, sử dụng tia laser hoặc vi sóng công suất cao để vô hiệu hóa hệ thống điện tử của drone hoặc phá hủy hoàn toàn. Drone đánh chặn được thiết kế để va chạm và tiêu diệt drone thù địch súng và tên lửa. Tuy nhiên như đã chỉ ra, không phải là những hệ thống tất cả trong một và hiệu quả của chúng sẽ khác nhau tùy theo vị trí và tình huống, đặc biệt khi một bên phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công bằng drone cùng lúc. Mặc dù quân đội Mỹ sở hữu các công nghệ chống drone đắt tiền, báo cáo của Học viện Quân sự Mỹ nhấn mạnh một số lựa chọn đơn giản và rẻ nhất, bao cát và bê tông vẫn là một trong những biện pháp bảo vệ tốt nhất, báo cáo viết. Các nguồn tin tình báo Ukraine vừa qua tiết lộ rằng những máy bay không người lái UAV của nước này đã tấn công một số cơ sở sản xuất thiết bị quân sự ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km. Cuộc tấn công nhằm vào hai thành phố Kazan và Nizhnekam, nơi có nhiều công ty cung ứng thiết bị cho quân đội Nga. Thông tin được đưa ra giữa nhiều đồn đoán về khả năng Ukraine tấn công sâu vào biên giới Nga, với hy vọng được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí viện trợ. Tờ Bill mới đây dẫn các nguồn thạo tin cho rằng, Ukraine dự định sử dụng các UAV tầm xa trong năm nay do thiếu tên lửa tầm trung và tầm xa. Đến cuối năm, 10 hãng sản xuất dự định cung cấp cho quân đội Ukraine các UAV có thể bay xa đến 2.500 km. Trong số đó có UAV Sokin 3000, do công ty Lux Design Bureau ở Kiev phát triển với tầm bay đến 3.300 km. Gần đây nhất, theo Ukraine Skarpravda dẫn nguồn tin trong cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, DIU cho hay một UAV của đơn vị này được cho đã tấn công trạm radar phát hiện mục tiêu tầm xa vronets m đặt tại thành phố Osk thuộc tỉnh Orenburg của Nga vào ngày 26 tháng 5. Nguồn tin cho hay UAV của Ukraine đã bay hơn 1.800 km tới mục tiêu của Moscow, lập kỷ lục mới về phạm vi tấn công của máy bay không người lái cảm tử. Nguồn tin tình báo quân sự nói với Kiev Independent rằng hậu quả của vụ tấn công ngày 26 tháng 5 vẫn đang được làm rõ. Nguồn tin này cho biết thêm tình báo quân sự Ukraine cũng tấn công một radar Voronezh khác ở làng Globoky ở Krasnodar vào ngày 23 tháng 5, gây hỏa hoạn tại cơ sở này. Radar Vodonets là thiết bị cảnh báo sớm giúp giám sát công phận từ xa tập trung vào các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay, phạm vi hoạt động của nó lên tới 6.000 km. Đầu tháng 5, một máy bay không người lái tầm xa của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Gazprom Neftekhim Salavat ở Cộng hòa Baskotostan của Nga. Hồi tháng 4, Ukraine đã tấn công các cơ sở sản xuất ở Cộng hòa Tatarstan của Nga, cách biên giới nước này khoảng 1.300 km. Gần đây, nhiều chuyên gia quân sự nhận định rằng chiến trường Ukraine đang trở thành sân thử cho các loại vũ khí trang bị tiên tiến nhất của Nga và phương Tây. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng ban đầu, nhiều loại khí tài được đánh giá cao đã không phát huy được tối đa sức mạnh, thậm chí một số loại còn trở nên vô dụng và thất thế. Tờ New Year, NZZ của Thụy Sĩ bình luận, mới chỉ một năm trước đây, phương Tây tuyên bố việc cung cấp xe tăng Leopard 2, M1 Abrams và Challenger 2 hiện đại cho Kiev là thời điểm quan trọng có thể đóng góp quyết định vào cuộc phản công mùa hè của lực lượng vũ trang Ukraine và có thể xoay chuyển cục diện xung đột với Nga. Nhưng niềm tin này đã không được đền đáp. Sau khi chịu tổn thất nặng nề, cuộc tấn công của Ukraine đã thất bại. Theo dữ liệu không thể chối cãi của blog quân sự Hà Lan, Oryx, trong số 73 xe tăng Leopard các loại, hơn một nửa hiện đã bị phá hủy, hư hỏng hoặc bị bỏ rơi trong đó có ít nhất là 11 trong tổng số 21 xe tăng Leopard 2A6, phiên bản hiện đại nhất của chúng, đã trở thành đống sắt vụn. Hiện nay, một số tình huống khó khăn đối với Kiev và phương Tây đã phát triển ở mặt trận, khi các lực lượng vũ trang Nga đã giành được thế chủ động tấn công, đẩy quân đội Ukraine một lần nữa vào thế phòng thủ bị động, dẫn đến sự thay đổi trong nhu cầu trang bị. Trên chiến trường Ukraine hiện nay, không phải xe tăng mà là các phương tiện chiến đấu bọc thép nhẹ hơn, có tốc độ nhanh hơn, khả năng cơ động linh hoạt tốt hơn, chẳng hạn như xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Mỹ trở nên quan trọng hơn nhiều đối với các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine. Là một phần của gói viện trợ mới nhất, Mỹ thông báo sẽ gửi thêm khoảng 100 chiếc M2 Bradley tới Ukraine. Tuy nhiên, theo Oris, trong số khoảng 200 chiếc Bradley được giao vào năm 2023, ít nhất 79 chiếc hiện đã bị quân đội Ukraine phá hủy, hư hỏng hoặc bỏ rơi, trở thành chiến tích của quân đội Nga. Trong khi đó, theo các chuyên gia về thiết giáp, dù xung đột tại Ukraine đã chứng minh rằng xe tăng chiến đấu chủ lực không còn hữu dụng như trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Loại khí tài này vẫn có một số công dụng nhất định, nhưng hầu hết cho rằng nguyên nhân khiến Ukraine thất bại khi áp dụng chiến thuật xung kích hiệp đồng kiểu NATO hồi đầu chiến dịch phản công năm ngoái là do chưa được huấn luyện bài bản, chứ không phải là do xe tăng đã lỗi thời. Tờ Enpais cho biết Tây Ban Nha sẽ bàn giao hàng chục tên lửa phòng không Patriot 19 xe tăng Leopard 2A4 cũ do Đức sản xuất cùng nhiều vũ khí khác do Tây Ban Nha sản xuất như thiết bị chống máy bay không người lái và đạn dược cho Ukraine cam kết cung cấp vũ khí mới được Tây Ban Nha công bố trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Madrid vào ngày 27 tháng 5. Tại đây, nhà lãnh đạo Ukraine gặp gỡ Thủ tướng Pedro Sanchez và vua Felipe. Giá trị của gói viện trợ lần này được chính phủ Tây Ban Nha phê duyệt vào hồi tháng 4. Tuy nhiên, thời điểm đó, quốc gia này không nêu rõ những loại vũ khí sẽ vận chuyển đến Ukraine. Hiện tại, người phát ngôn của Tây Ban Nha từ chối bình luận về thông tin do tờ El País đưa ra. Hồi cuối tháng 4, theo yêu cầu của NATO và EU về việc các nước châu Âu trang bị hệ thống vũ khí do Mỹ sản xuất để hỗ trợ Ukraine, Tây Ban Nha đã đồng ý cung cấp 50 hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cho Kiev. Ngoài ra, chính phủ Tây Ban Nha còn có kế hoạch cung cấp 19 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A4 cho Ukraine trước tháng 9 năm nay. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay thế tất cả xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine bị hư hỏng hoặc bị phá hủy trong cuộc xung đột với Nga. Theo Army Certification, binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện ở Tây Ban Nha về cách sử dụng và kỹ thuật bảo trì một số hệ thống phòng không, bao gồm hệ thống phòng thủ tên lửa MIM-104 Patriot. Hơn 200 binh sĩ khác của quốc gia này cũng tham gia khóa học vận hành hệ thống phòng không Hawk. Được biết, những khóa học này nhằm mục đích trang bị cho lực lượng Ukraine kỹ năng duy trì và sử dụng hệ thống phòng không trong hoạt động phòng thủ. Trong khi đó, truyền thông Đức ngày 26 tháng 5 đưa tin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định nước này phản đối việc Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí do Đức cung cấp. Ông nhấn mạnh chính sách của Berlin nhằm ngăn chặn xung đột Nga-Ukraine leo thang. Cùng ngày 26 tháng 5, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni đã nhắc lại sự phản đối của Rome đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga. Các phát biểu của lãnh đạo Đức và Italia được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 24 tháng 5 kêu gọi các quốc gia đồng minh của Ukraine xem xét dỡ bỏ một số hạn chế áp đặt đối với việc sử dụng vũ khí cung cấp cho Ukraine. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt, cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào điểm yếu của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Trung Á gần đây, Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc các nước cùng nhau hỗ trợ Kiev, cho rằng đây là cách duy nhất ngăn cản bước tiến của Tổng thống Vladimir Putin và quân đội Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine trả lời phỏng vấn với tạp chí Vlast của Kazakhstan, sự đoàn kết là cần thiết do không một ai có thể giành chiến thắng trong cuộc đối đầu trực diện với Nga. Ông Zelensky từng nhấn mạnh Ukraine đang đơn độc chống lại quân đội Nga khi nước này bắt đầu triển khai kế hoạch quân sự tại Kiev. Trích dẫn quan điểm của Trung Quốc về tính toàn vẹn lãnh thổ, Chính trị gia này kỳ vọng nhận được sự giúp sức từ quốc gia tỷ dân. Trung Quốc đã duy trì lập trường trung lập đối với cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời kêu gọi một giải pháp chính trị tôn trọng lợi ích từ tất cả các bên. Đối với nhận định của Tổng thống Vladimir Putin liên quan đến việc ông Zelensky không còn tư cách lãnh đạo Ukraine, nhà lãnh đạo Kiev khẳng định không quan tâm đến điều này. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky đã chính thức kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức tại Ukraine vào tháng 3 năm 2025. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cho biết nước này sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc bầu cử nào cho đến khi giai đoạn thiết quân luật kết thúc. Theo ông Zelensky, bất kỳ ai hiểu luật đều tin chắc việc ông tiếp tục nắm quyền tại Ukraine là hợp pháp. Ở diễn biến khác, trong cuộc phỏng vấn do tờ báo Đức Ren Amsontag đăng tải cuối tuần qua, ông Stoltenberg cho biết, mặc dù đang tăng cường hỗ trợ cho hoạt động phòng vệ của Ukraine, nhưng chúng tôi không có kế hoạch gửi binh sĩ NATO tới Ukraine hoặc mở rộng lá chắn phòng không của NATO tới quốc gia này. NATO sẽ không trở thành một bên tham gia cuộc xung đột. Tổng thư ký NATO có phát biểu trên sau khi Kiev đề nghị các nước phương Tây thiết lập hệ thống phòng không để bắn hạ các tên lửa Nga đang lao tới Ukraine. Tuy nhiên, ông Stoltenberg nhận định người Ukraine vẫn có thể giành lại thế thượng phong, dù quân đội Nga hiện dường như đã có được điều đó. Theo ông, để đảm bảo điều này, các quốc gia thành viên NATO nên gửi thêm vũ khí và đạn dược tới Ukraine, bao gồm cả các hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa. Theo hãng thông tấn Sputnik, Bộ Quốc phòng Nga hôm 26 tháng 5 cho biết, các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu Zapad miền Tây của nước này đã giành thêm quyền kiểm soát làng Berestovoye thuộc vùng Kharkov, Đông Bắc Ukraine. Nhà chức trách Nga lưu ý thêm, trong 24 giờ qua, nhóm chiến đấu server miền Bắc cũng tiến sâu hơn vào Kharkov, tấn công nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 57 và Lữ đoàn Bảo vệ lãnh thổ số 125 của Ukraine tại một số khu định cư trong vùng. Trong một thông điệp video tối 26 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nơi giao tranh ác liệt nhất đang là khu vực tiền tuyến Pokrovsk thuộc vùng miền đông Donetsk và quân Nga đang không ngừng tập kích dữ dội ở phía bắc vùng Kharkov, gần các khu định cư Vodchansk và Lipsy. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đầu tiên nêu ra phương án triển khai lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tới Ukraine để chống lại Nga, tuyên bố rằng không còn danh giới đỏ, không còn biên giới liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Pháp đang thành lập một liên minh bao gồm các quốc gia có khả năng sẵn sàng gửi lực lượng phương Tây tới Ukraine. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Pháp Franz Stefan đã tới Litva để thảo luận về những vấn đề này. Tại Litva, ông Sejunye gặp những người đồng cấp vùng Baltic cũng như Ukraine và lên tiếng ủng hộ ý tưởng rằng các lực lượng nước ngoài có thể hỗ trợ Ukraine trong các lĩnh vực như giả phá bom mìn. Tại cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis chủ trì có sự tham dự của người đồng cấp Ukraine Dmitry Kuleba. Ông Sejunye đã chỉ trích Nga gay gắt, nói rằng Nga không có quyền nói với chúng ta rằng chúng ta nên giúp đỡ Ukraine như thế nào trong những tháng hoặc năm tới. Công việc của Nga không phải là đứng ra tổ chức hoạt động cho chúng ta hay đặt ra các ranh giới đỏ, vì vậy chúng ta sẽ tự mình quyết định việc này. Hầu hết các nước châu Âu, bao gồm Đức, Cộng hòa Séc và Ba Lan đều tuyên bố rằng họ không có kế hoạch gửi lực lượng tới Ukraine, bất chấp sự nhất quyết của ông Macron rằng cần phải làm như vậy. Nhưng cũng có nước thay đổi ba lan là nước ban đầu phản đối đề xuất của ông macron nhưng gần đây đã thay đổi lập trường trong khi đó ba quốc gia vùng baltic những nước được cho là dễ bị nga tấn công nhất nếu moscow thành công trong cuộc xung đột chống ukraine tỏ ra cởi mở hơn nhiều trước đề xuất của tổng thống pháp nhất là litva sau đó thủ tướng litva ingrida simonit cũng đã nói rằng bất chấp các mối đe dọa hạt nhân của nga đất nước của bà sẵn sàng gửi lực lượng đến ukraine để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện về phần mình kiev vẫn chưa đưa ra yêu cầu litva gửi lực lượng tới ukraine thực hiện nhiệm vụ huấn luyện điều này có thể là do ảnh hưởng của mỹ đối với ukraine bởi trên thực tế mỹ phản đối ngay cả việc ukraine sử dụng vũ khí sản xuất trong nước để nhắm vào lãnh thổ nga do đó việc sử dụng vũ khí của các nước nato trong một cuộc tấn công tiềm tàng của kiev vào lãnh thổ nga được coi là có rủi ro cao việc cử binh sĩ nato tới ukraine cũng đối mặt với rủi ro tương tự về vấn đề này, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã bình luận rằng họ đang nói về việc chuẩn bị gửi lực lượng vũ trang tới Ukraine và thậm chí cả về ý định trên thực tế là đưa lực lượng NATO ra đối mặt với quân đội Nga. Đây là một giai đoạn gia tăng căng thẳng hoàn toàn mới. Đây là tình huống chưa từng có và cần có các biện pháp đặc biệt. Thời báo New York đã viết rằng có thông tin là Kiev đã yêu cầu Mỹ và các đồng minh của Mỹ hỗ trợ. Tuy nhiên, người ta không mong đợi Mỹ sẽ thực hiện bước đi này bởi vì một cuộc tấn công vào các huấn luyện viên quân sự của NATO ở Ukraine có thể kích hoạt điều khoản phòng thủ tập thể của NATO và nhu cầu về phòng không tiên tiến để bảo vệ họ. Trong khi một số nước, đặc biệt là các nước vùng Baltic, chính thức ủng hộ hoặc thể hiện sự quan tâm đến ý tưởng này, thì đa số, bao gồm cả Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg lại phản đối. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Charles Q. Brown đã tuyên bố rằng cuối cùng một số lượng đáng kể nhân viên NATO đang tại ngũ sẽ phải được gửi đến Ukraine. Điều này cũng hàm ý việc NATO đưa lực lượng tới Ukraine là tất yếu. Tóm lại, tới nay, các cuộc tranh luận liên quan đến khả năng NATO triển khai lực lượng tới Ukraine và việc kích hoạt điều năm của NATO vẫn tiếp tục. Nhưng nếu Nga không ngừng giao tranh và tiếp tục tiến sâu vào trong lãnh thổ Ukraine, có thể NATO sẽ cân nhắc các phương án nêu trên. Trong kịch bản như vậy, chúng ta có thể đang thực sự nói về nguy cơ xung đột hoặc khủng hoảng toàn cầu bởi về phía Nga, họ đã đưa ra cảnh báo về chiến tranh hạt nhân hoặc chiến tranh thế giới thứ ba liên quan đến vấn đề này. Trả lời phỏng vấn báo Guardian của Anh, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky nói rằng Mỹ sẽ tấn công vào lực lượng Nga đang tham chiến ở Ukraine bằng các loại vũ khí thông thường nếu Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Sikorsky nói, phía Mỹ đã nói với Moscow rằng nếu họ kích hoạt bom hạt nhân, kể cả hành động này không làm ai thiệt mạng, Washington vẫn tấn công tất cả các mục tiêu của quân đội Nga ở chiến trường Ukraine bằng vũ khí thông thường. Đáp lời phát ngôn trên của Ngoại trưởng Ba Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev viết trên mạng xã hội X rằng nếu Mỹ tấn công vào các mục tiêu của Nga ở chiến trường Ukraine chính là điểm khởi phát một cuộc chiến tranh thế giới mới. Hãng thông tấn Nga RIA dẫn bài viết của ông Medvedev cho biết Đầu tiên, các binh sĩ Mỹ vẫn chưa trực tiếp nói bất cứ điều gì có nội dung như thế này bởi họ thận trọng hơn Ba Lan. Thứ hai, một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của chúng tôi chính là xuất phát điểm của một cuộc chiến tranh thế giới mới. Ngoài ra, vị quan chức này cũng nói rằng nếu vũ khí hạt nhân thật sự xuất hiện thì Vác cũng không đứng ngoài cuộc xung đột và chắc chắn Ba Lan cũng sẽ nhận một phần tàn cho từ phóng xạ hạt nhân. Ông Medvedev nói thêm, cách đây không lâu, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda từng tuyên bố Warsaw sẵn sàng để tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO triển khai vũ khí hạt nhân tại quốc gia này. Warsaw sẽ không đứng ngoài cuộc chiến hạt nhân và chắc chắn họ cũng nhận về một phần tàn cho phóng xạ hạt nhân. Hồi tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến hạt nhân. Tuy nhiên, ông Putin khi đó nói rằng Nga chưa bao giờ phải đối mặt với nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine moscow cũng cho rằng nga đang đối đầu không chỉ với ukraine mà với cả phương tây moscow coi phương tây thực tế đã trở thành một bên tham chiến do tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine nga thậm chí cáo buộc phương tây chuyển cho kiev vũ khí tầm xa để tập kích vào lãnh thổ nga mỹ và các đồng minh khẳng định họ buộc ukraine phải cam kết chỉ dùng vũ khí viện trợ của phương tây bên trong lãnh thổ tuy nhiên gần đây anh đã trở thành thành viên nato đầu tiên tuyên bố không phản đối Ukraine dùng vũ khí viện trợ để nhắm vào lãnh thổ Nga. Theo chuyên gia Ukraine, Kiev không có cơ hội đưa biên giới trở lại trạng thái như năm 1991 sau khi tách ra từ Liên Xô và trở thành quốc gia độc lập. Tờ The Guardian của Anh có bài viết cho rằng, ngay cả những người thân cận và các quan chức cấp cao của Ukraine có những tuyên bố của Tổng thống Zelensky là không thực tế hay nói cách khác là không thể trở thành hiện thực. Theo một chính trị gia giấu tên cho biết, ông Zelensky có nhiều phát ngôn phi thực tế, nhưng điển hình là những tuyên bố về việc đưa đất nước trở lại biên giới năm 1991, tức là đường biên giới của Ukraine sau khi đất nước tách ra từ Liên bang Xô Viết năm 1991 và trở thành một quốc gia độc lập. The Guardian dẫn lời ông Alexander Bakulin, chỉ huy lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của lực lượng vũ trang Ukraine, chỉ ra rằng Tổng thống Ukraine có những hy vọng viển vông về một chiến thắng hoàn toàn trước Nga. Điều này có nghĩa là lực lượng vũ trang Ukraine phải hoàn thành một nhiệm vụ quá sức với họ là giành lại Crimea, bán đảo đã tách ra khỏi Ukraine và sắp nhập vào Nga tháng 3 năm 2014, cùng với bốn vùng lãnh thổ mà Moscow mới tuyên bố sắp nhập vào tháng 9 năm 2022 là Lugansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson. Vì vậy, Đại tá Alexander Bakulin cho rằng đàm phán với Moscow là cánh cửa tốt nhất với Kiev hiện nay và Ukraine có thể phải đồng ý mất lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở ở Mỹ nhận định Nga có thể sẵn sàng ngừng bắn với Ukraine để chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công mới trong tương lai. ISW công bố báo cáo cập nhật tình hình chiến sự ở Ukraine, nhận định lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ tạo ra cơ hội để Nga xây dựng lại lực lượng, chuyển hướng sang mở rộng và cải tổ quy mô lớn trong quân đội thay vì tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine. Nga cũng có thể sử dụng lệnh ngừng bắn để chuẩn bị lực lượng với khả năng phát động các cuộc tiến công khác dựa trên tình trạng ngừng bắn tạm thời. Lệnh ngừng bắn cũng giúp Ukraine xây dựng lại lực lượng đẩy mạnh phát triển công nghiệp quân sự. Nhưng lệnh ngừng bắn về cơ bản có lợi cho Nga hơn vì Moscow luôn đi trước Kiev trong việc chuẩn bị lực lượng lệnh ngừng bắn cũng khiến sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine suy giảm vì khi đó vấn đề Ukraine không còn là ưu tiên cấp thiết. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề ở Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng tạm dừng cuộc xung đột ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn nếu Kiev công nhận chiến tuyến hiện tại. Trong một tuyên bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine sắp diễn ra ở Thụy Sĩ, đồng thời cho biết ông đang làm mọi cách để ngăn chặn các cuộc tấn công không ngừng của Nga. Lực lượng Nga ngoài việc thực hiện kế hoạch quân sự mới ở Kharkov cũng mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều thành phố lớn của Ukraine. Chính quyền Kiev hy vọng hội nghị sắp tới sẽ tạo sức ép chính trị lên điện Kremlin nhằm chấm dứt xung đột. Cũng theo ông Zelensky, hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine sẽ cho thấy ai trên thế giới thực sự muốn chấm dứt xung đột. Tổng thống Ukraine nói, tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới vẫn đang đứng ngoài cuộc. Hãy tham gia những nỗ lực toàn cầu của Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình cho Ukraine. Ông Zelensky cho rằng, Hội nghị Hòa bình ở Thụy Sĩ là nơi thể hiện vai trò của các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới trong việc thúc đẩy hòa bình thực sự, chứ không chỉ là những thỏa thuận đình chiến. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, ông Zelensky mong muốn có nhiều quốc gia tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình với Ukraine. Theo Reuters, Nga và một số nước liên quan không được mời tham gia hội nghị hòa bình lần này. Bình luận của ông Zelensky được đưa ra hai ngày sau khi các nguồn tin Nga nói với Reuters rằng Tổng thống Putin sẵn sàng đình chiến ở Ukraine bằng một lệnh ngừng bắn để đàm phán công nhận các chiến tuyến hiện tại. Hãng tin Reuters trích dẫn ba nguồn tin giấu tên am hiểu chính phủ Nga cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Moscow sẵn sàng thông qua thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine vì không muốn xung đột vĩnh viễn. Tổng thống Putin đã khẳng định việc mở lại đàm phán là điều cần thiết. Trái lại, theo Reuters, Tổng thống Zelensky và những người ủng hộ Ukraine lại lập luận lệnh ngừng bắn sẽ chỉ tạo cơ hội cho quân đội Nga tái vũ trang và bổ sung quân lực. Ông Putin đã bày tỏ sự thất vọng về một nhóm cố vấn Nga được phương Tây hậu thuẫn nhằm cản trở các cuộc đàm phán, cũng như việc Tổng thống Zelensky từ chối tham gia đàm phán. Ông Zelensky và các nước đồng minh phương Tây cho rằng lệnh ngừng bắn sẽ chỉ giúp Nga tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng. Hồi đầu tháng 4, Đại sứ quán Nga ở Thụy Sĩ cho biết nước này không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine và tuyên bố sẽ không tham gia vào hội nghị này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho hay, Nga và Trung Quốc đồng ý với nhau rằng bất kỳ cuộc họp nào về tình hình Ukraine mà không xét tới lợi ích của Nga sẽ đều vô giá trị. Phía Nga cũng từng nói những buổi hội nghị thảo luận về vấn đề Nga-Ukraine nhưng không mời Nga tham gia đều sẽ thất bại. Thị trấn Chashopja là cửa ngõ vào phần còn lại của tỉnh Donetsk mà Ukraine vẫn đang kiểm soát được. Thị trấn đóng vai trò trọng yếu đối với phía Ukraine vào lúc này. Nằm cách thành phố Bakhmut, tức Artemovsk, khoảng 8 km, thành trì Chachovskaya nằm giữ các điểm cao khống chế hàng loạt đô thị công nghiệp xung quanh. Nếu quân đội Nga chiếm được Chachovskaya, họ sẽ dễ dàng đoạt được Donbass, khu vực miền đông rộng lớn hơn, mục tiêu dài lâu của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Các đô thị như Kostiantynovka, Ruzhkovka, Kramatorsk và Slavyansk chỉ cách Chachovskaya vài km bị oanh tạc ngày càng dữ dội trong các tháng gần đây. Thiếu nhân lực và đạn pháo, hiện binh sĩ Ukraine ngày càng phải dựa vào các thiết bị bay không người lái UAV để thả bom vào mục tiêu đối phương, cũng như thả đối tiếp tế cho đồng đội để giữ vững thành trì trao già. Một binh sĩ Ukraine với hội hiệu Ashin, tên thật Yuri Fedorenko, đeo lon thượng úy. Đơn vị của viên chỉ huy 33 tuổi này được nội bộ Ukraine coi là đơn vị UAV xuất sắc nhất của quân đội Ukraine. Đơn vị này cũng được cho là trở ngại chính hiện nay đối với nỗ lực của Nga đánh chiếm thị trấn chiến lược Chashovia trên mặt trận phía đông. Ashin bày tỏ tức giận và thất vọng trước hiện trạng các đồng minh phương Tây thất hứa trong viện trợ vũ khí đạn dược cho Ukraine dẫn đến kết cục bi đát của Ukraine trên chiến trường hiện nay. Theo Ashin, xung đột tại miền đông Ukraine chưa bao giờ lại khốc liệt đến như vậy. Quân đội Ukraine cố gắng ngăn Nga tấn công lớn trong mùa đông vừa qua, nhưng vào cuối tháng 2 năm 2023, Nga mở cuộc tiến công tổng lực mới trên hướng Chashovia. Dựa vào các UAV trinh sát Ashin thấy Nga đang tập kết quân, nhưng do thiếu đạn pháo, phía Ukraine không thể đánh phủ đầu quân đội Nga bằng cách tấn công sớm vào các tuyến cung ứng ở phía sau lưng quân đội Nga. Chiến dịch tiến công lần này của Nga áp dụng chiến thuật tương tự lối đánh mà quân Ukraine chứng kiến ở các thành phố Bakhmut và Adipka, sử dụng bom lượn, những quả bom ném từ máy bay và nặng tới 1 tấn rưỡi để khoan thủng các bom ke bê tông và các tòa nhà nhiều tầng nhằm gây tổn hại lớn cho các vị trí tiền phương của Ukraine. Ashin chỉ lên tấm bản đồ hiển thị trên điện thoại di động. Tại đó, bom đạn của Nga đã phá hủy ba tuyến phòng ngự của Ukraine và quân đội Nga tiến qua các cánh đồng để tới được rìa của thị trấn Chashovya. Anh ta nói rằng chẳng ai chịu được cường độ oanh tạc lớn như vậy. Quân đội Ukraine bị thương vong lớn và buộc phải rút lui. Hai trác thủ UAV trong đội của Ashin, Shik, 24 tuổi, và Surik, 26 tuổi, cho biết họ đã nhìn thấy cảnh những lãnh thổ mà họ, với tư cách là lính bộ binh, phải khó nhọc mới giành được, thì nay lại rơi vào tay quân đội Nga. Giờ đây, Shik và Surik sử dụng UAV Vampire do Ukraine chế tạo để tấn công vị trí Nga hoặc tiếp tế đồ cho đồng đội ở tuyến trước. Quân đội Nga và Ukraine đều sử dụng UAV trên diện rộng nên bất cứ hoạt động di chuyển nào gần tiền tuyến đều rất nguy hiểm. Do vậy, UAV lại càng được tăng cường sử dụng để vận chuyển đồ tiếp tế ra chiến hào. Shurik kể, một đơn vị Ukraine đã có 21 ngày liên tục trong chiến hào tại tuyến Zero, không được ngưng nghỉ chút nào. Theo asin hồi giữa tháng 4 năm 2024, phía Nga mở chiến dịch tiến công mới vào Chashopja, sử dụng 30 xe tăng và xe bọc thép. Khi ấy do thiếu pháo nên binh sĩ Ukraine phải tích cực dùng UAV để chống trả. Ashin cho biết tiểu đoàn của anh ta phải sử dụng UAV gắn thuốc nổ để tấn công xe tăng Nga hoặc dùng UAV thả mìn trên đường tiến của đoàn xe thiên giáp Nga. Ngoài ra, một bộ phận bộ binh Ukraine cũng dùng súng chống tăng để trực tiếp tấn công xe Nga ở cự ly gần. Hỏa lực áp đảo của quân đội Nga đang đè bẹp lực lượng Ukraine cố bám chiến hào. Một tiểu đoàn Ukraine vừa được điều từ miền Nam lên tăng cường bảo vệ Chashovya. Run, 38 tuổi, thuộc tiểu đoàn này cho biết, đối phương liên tục tấn công, tấn công và tấn công. Chúng tôi có nhiều người bị thương hoặc tử trận. Ashin dự báo, quân đội Nga có thể sẽ kiểm soát được ngoại vi thị trấn Chashovya trong vài tuần tới. Bộ Quốc phòng Nga ngày 26 tháng 5 thông báo, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Nam đã tập kích lữ đoàn tấn công đường không cơ giới số 54 và số 79 của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư Severus và Konstantinovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Theo bộ này, trong ngày, Ukraine đã mất 3 xe bọc thép, một khẩu lựu pháo M777 155mm, một khẩu lựu pháo D20 152mm và hai khẩu lựu pháo D30 122mm. Ngoài ra, năm kho đạn dược của lực lượng Ukraine cũng bị lực lượng Nga phá hủy hoàn toàn. Trong bản cập nhật mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không đã bắn hạ 5 tên lửa tác chiến chiến thuật Atak-MS do Mỹ sản xuất, 32 tên lửa HIMARS và tên lửa Vampire, một tên lửa chống hạm Neptune cũng như 41 máy bay không người lái. Quan chức Mỹ giấu tên hồi cuối tháng 4 tiết lộ loạt tên lửa đạn đạo Atak MS với tầm bắn 300 km nằm trong gói viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine. Quan chức Mỹ không tiết lộ số lượng tên lửa Atak MS được cung cấp. Quân đội Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa mới trong đòn tập kích sân bay Dozhan trên bán đảo Crimea hồi giữa tháng 4 cùng một cuộc tấn công ban đêm nhằm vào mục tiêu Nga ở mặt trận Tây Nam Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan sau đó xác nhận Số lượng đáng kể tên lửa loại này đã được chuyển đến Ukraine, nhưng cảnh báo không vũ khí nào có thể trở thành viên đạn bạc, đủ sức thay đổi cục diện. Nhà Trắng trước đó khẳng định Mỹ chỉ chuyển cho Ukraine biến thể atacms MS có tầm bắn ngắn hơn khoảng 165 km. Tuy nhiên, biến thể atacms MS mà Washington mới cung cấp cho Kiev có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên đến 300 km. Lời xác nhận của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra cùng ngày với sự kiện Tổng thống Biden ký ban hành luật cung cấp viện trợ mới trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ngay sau sự kiện này, Lầu Năm Góc đã nhanh chóng công bố gói viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ dành cho Kiev, trong đó chú trọng tới nhu cầu cấp thiết về đạn phòng không và đạn pháo của Ukraine. Nga nhiều lần lên tiếng phản đối phương Tây chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhấn mạnh, việc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine không dẫn tới điều gì khác ngoài ngõ cụt và chiến tranh thế giới thứ ba đang đến gần. Báo cáo của quân đội Ukraine đã cho thấy các hệ thống tác chiến điện tử của Nga khiến vũ khí dẫn đường chính xác mà Mỹ viện trợ Kiev kém hiệu quả rõ rệt với tỷ lệ trúng đích giảm mạnh. New York Times trích dẫn các báo cáo mật của quân đội Ukraine đã chỉ ra rằng việc quân đội nước này gần đây vấp phải nhiều thất bại trên tiền tuyến có một phần nguyên nhân là bởi những loại vũ khí dẫn đường chính xác được Mỹ viện trợ không thể phát huy hiệu quả khi chúng bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga vô hiệu hóa. Các mẫu vũ khí Mỹ được đề cập bao gồm đạn pháo dẫn đường Excalibur cỡ nòng 155mm, bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDB, bom dẫn đường thông minh dây đam thả từ máy bay và đạn pháo khai hỏa từ hệ thống pháo phản lực HIMARS. Chúng có điểm chung là đều được điều hướng bởi GPS. Bước sang năm xung đột thứ ba, nga đã triển khai dày đặc các hệ thống tác chiến điện tử đến bảo vệ các mục tiêu trọng yếu như sở chỉ huy hay các hệ thống vũ khí đắt tiền. Nhà phân tích Thomas Whittington, công tác tại viện dịch vụ thống nhất hoàng gia có trụ sở tại London, nước Anh và là chuyên gia về tác chiến điện tử cho biết các hệ thống này tạo ra nhiều nhiễu đến mức làm át đi tín hiệu GPS hướng dẫn phần mềm nhắm mục tiêu của Excalibur. Báo cáo chứng thực những bình luận của các quan chức quân sự Ukraine trong những tháng gần đây, bao gồm cả cựu tư lệnh quân đội Valery Zaluzny, rằng một số tên lửa của phương Tây đã mang lại cho Ukraine ưu thế đáng kể trước lực lượng Nga, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Theo nguồn tin của New York Times, Ukraine hiện thậm chí không còn sử dụng GLSDB mẫu bom do Mỹ phối hợp với Thụy Điển sản xuất trên tiền tuyến. Trong khi đó, đạn pháo Excalibur giảm tỷ lệ trúng đích khoảng 10 lần chỉ sau thời gian ngắn. Các nguồn tin tiết lộ có một số thời điểm chỉ một trong 19 quả đạn pháo Excalibur đánh trúng mục tiêu. Lực lượng Ukraine vào tháng 8 năm 2023 tiêu tốn khoảng 1,9 triệu đô la Mỹ cho một quả pháo Excalibur trúng đích, tăng từ mức 300.000 đô la Mỹ vào tháng 1 năm 2023. Con số này thậm chí đắt hơn nhiều loại tên lửa dẫn đường mà Nga sử dụng trên tiền tuyến Ukraine. Tướng Zaluzny gọi đạn pháo Excalibur là ví dụ điển hình về loại vũ khí phương Tây bị mất hiệu quả do hệ thống nhắm mục tiêu sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS của nó đặc biệt dễ bị Nga gây nhiễu. Các quan chức Ukraine và giới phân tích quân sự đã mô tả các vấn đề tương tự với bom thông minh Jadam và đạn pháo được sử dụng trong hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Theo báo cáo quân sự thứ hai GLSDB loại đạn chính xác có tầm bắn xa hơn x-caliber do Boeing và công ty Saab của Thụy Điển hợp tác sản xuất cũng bị cản trở bởi tác chiến điện tử của Nga. Nga vừa tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine bằng việc sử dụng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái tấn công. Hãng tin Ria Novosti dẫn nguồn tin từ điều phối viên của lực lượng ngầm Nikolaev, Sergei Lebedev cho biết vào đêm 25 dạng sáng 26 tháng 5 quân đội Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự và năng lượng ở thành phố Starokonstantinov thuộc vùng Khmelnytsky. Một trong các cuộc tấn công đã đánh trúng một sân bay quân sự. Ông Sergei Lebedev lưu ý rằng sân bay Starokonstantinov có thể trở thành trọng tâm của Ukraine trong việc triển khai máy bay chiến đấu F-16. Trong khu vực sân bay này còn có kho bom, sân huấn luyện và trạm biến áp điện. Theo dữ liệu sơ bộ, tên lửa và máy bay không người lái Nga đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine về phía Ukraine, một chuyên gia Ukraine cho rằng các sân bay chiến lược của Nga như Shaikoka và Angel cũng có thể sẽ trở thành mục tiêu của không quân Ukraine ngay sau khi nước này nhận được máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây. Ông Anatoly Kravchinsky, phó giám đốc một công ty sản xuất thiết bị tác chiến điện tử Ukraine, đồng thời là một chuyên gia hàng không cho biết. Chúng tôi đang đề cập đến các sân bay gần biên giới Ukraine. Với máy bay F-16, chúng tôi sẽ có thể tấn công các sân bay chiến lược của Nga như Sekovka và Angel không quân Ukraine cũng có thể không kích mục tiêu là kho đạn dược và nhà máy sản xuất bom của Nga. Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin, nhóm phi công Ukraine đầu tiên đã hoàn thành khóa huấn luyện sử dụng máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất ở căn cứ không quân Arizona. Số lượng phi công và ngày hoàn thành khóa đào tạo không được nêu rõ. Theo các nguồn tin, các phi công đang tới châu Âu để tiếp tục khóa huấn luyện bổ sung. Ukraine dự kiến sẽ nhận được hơn 60 máy bay chiến đấu F-16 từ Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy sau khi các khóa huấn luyện được hoàn thành và cơ sở hạ tầng sẵn sàng đi vào phục vụ. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để có thể thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 được trang bị một động cơ phản lực Rad and Whitney F-100 PVK-200, lực đẩy tối đa 106 kN, có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2, tương đương 2.400 km giờ tầm bay khoảng 4.200 km. Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo để mang vũ khí các loại như tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh. Lần đầu tiên không quân Nga đã đăng tải hình ảnh chất lượng cao về việc sử dụng bom tầm xa UMPB D-30SN thế hệ mới. Loại bom này đã được sử dụng tích cực để tấn công các thành phố của Ukraine kể từ tháng 3, đặc biệt là trên chiến trường Kharkov. Oanh tạc cơ Su-34 đã ném 4 quả bom như vậy, được chế tạo trên cơ sở FAB-250. Mặc dù không so sánh được với bom FAB-1500 hay đặc biệt là FAB-3000 về sức mạnh, nhưng vũ khí mới sở hữu độ chính xác cũng như tầm xa tốt hơn nhiều. Nếu cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào Kharkov, phạm vi sử dụng ước tính của bom D-30SN lắp mô UMPB là khoảng 90 km. Khoảng cách tính từ điểm thả đến biên giới là 50 km theo đường thẳng và cách quận Vodchansk khoảng 40 km, nơi giao tranh hiện đang diễn ra rất ác liệt. Mặc dù vậy, chưa thể nói rằng 90 km là tầm hoạt động tối đa đối với bom D-30SN, nhưng đây có thể xem như thông số cho phép đánh giá rủi ro. Dựa trên ước tính này, module UMPB trang bị cho bom D-30SN mang lại tầm bắn xa hơn từ 20 đến 30 km so với các bộ UMPC đã biết. Khi cự ly tác chiến của phiên bản dành cho bom MB-500 là khoảng từ 60 đến 65 km. Với điều kiện oanh tạc cơ bay ở độ cao lớn và giữ tốc độ cao. Trang tin Zero Zone cho hay, UMPB D30SN có thể được phóng từ mặt đất, có tầm bắn chính xác cho các hệ thống pháo tên lửa đang được Nga sử dụng, không cần phải mạo hiểm với máy bay chiến thuật. Điều này mang lại ưu thế lớn khi tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, ví dụ như vị trí pháo binh và hệ thống phòng không. Loại vũ khí tiên tiến này của Nga đang thu hút rất nhiều sự quan tâm. Loại vũ khí này có thể phóng từ máy bay và hệ thống tên lửa phóng loạt trên mặt đất, MLRS. UMPB D30SN có khả năng triển khai từ tiêm kích chiến thuật và tổ hợp phá phản lực hạng nặng Tornado S. Mặc dù thông tin chi tiết về loại bom này vẫn còn hạn chế, nhưng chúng lại có nét tương đồng với bom đường kính nhỏ GBU-39 của Mỹ. Cả hai đều có thể phóng từ trên không và trên mặt đất. Trang tin này cho biết thêm, Ukraine đã được cung cấp biến thể phóng từ mặt đất GLSDB như một phần trong gói viện trợ quân sự của phương Tây dành cho chính quyền Kiev. Tờ New York Times dẫn lời thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đánh giá bom lượn của Nga hiệu quả trong việc tấn công các vị trí của Ukraine, thậm chí có thể xuyên thủng các bom ke dưới lòng đất và đặt ra mối đe dọa đáng kể cho binh lính nước này. Sự xuất hiện của UMPB D-30SN có thể đặt ra thách thức mới cho phòng không Ukraine, trong bối cảnh lực lượng này chưa có biện pháp đối phó bom dẫn đường UMPB D-30SN. Truyền thông Nga cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa R-360 Neptune, vốn là tên lửa diệt hạm, đã được sửa đổi tấn công mặt đất để bắn vào vùng biên giới Belgorod. Trang Avia cho biết biến thể Neptune sửa đổi tấn công mặt đất này có tầm bắn 500 đến 600 km so với 300 km của biến thể diệt hạm. Tuy nhiên, trang Avia cho biết tên lửa này đã bị phòng không Nga bắn hạ. Hiện Kiev chưa lên tiếng về thông tin được truyền thông Nga đưa ra. Tên lửa Neptune do Cục Thiết kế Nhà nước Lux của Ukraine phát triển có tầm bắn 280 đến 300 km. Theo các chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, tên lửa này có thể phóng đi từ cả mặt đất, trên biển và trên không. Ông Tuchino, thư ký Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia Ukraine từng cho biết, tên lửa chống hạm mới này cung cấp khả năng phòng thủ đáng tin cậy cho biển đen và biển Azov có thể tấn công tàu đối phương ở khoảng cách tới 300 km nếu cần thiết, thậm chí ngay cả khi chúng đang neo đậu trong cảng. Neptune được Ukraine phát triển trên nền tảng tên lửa diệt hạm cận âm 3M24 Uran vốn ra đời từ thời Liên Xô và được biên chế trong hải quân nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Việc phát triển thành công tên lửa Neptune cho thấy nỗ lực của Ukraine trong việc nâng cao sức mạnh quân đội sau thời kỳ dài trì trệ. Tuy vậy, giới hạn về tài chính đã khiến cho loại tên lửa diệt hạm này không được sản xuất với số lượng lớn trước khi xung đột với Nga nổ ra. Tên lửa Neptune được Ukraine sử dụng tích cực trong cuộc xung đột với Nga Loại tên lửa này được cho là đã phá hủy nhiều mục tiêu quan trọng của Nga bao gồm tàu chiến, căn cứ quân sự. Thậm chí loại tên lửa này được cho là vừa loại bỏ cả tổ hợp phòng không S-400 của Nga đóng tại Crimea. Hiện Nga chưa lên tiếng về các thiệt hại được cho là bởi tên lửa Neptune, loại vũ khí được cho là ngôi sao sáng của nền công nghiệp quốc phòng Ukraine gây ra. Vào tháng 4, đại diện Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc hội Mỹ cho biết, trong năm 2024, Ukraine sẽ tăng gấp 10 lần số lượng tên lửa Neptune mà nước này đang sản xuất. Bất chấp những khó khăn kinh tế và sự sụt giảm viện trợ của phương Tây, Ukraine vẫn có ý định phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình. Các chuyên gia lưu ý rằng, bằng cách này, Kiev sẽ nỗ lực bù đắp việc thiếu tên lửa tầm xa trong cuộc xung đột với Nga, đồng thời tăng cường khả năng tấn công các tài sản quan trọng của Nga ở bán đảo Crimea, nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen. Tháng 4 năm ngoái cũng đã có thông tin cho biết Ukraine đang tích cực nghiên cứu sửa đổi tên lửa chống hạm Neptune để tấn công các mục tiêu trên mặt đất tên lửa sẽ nhận được một hệ thống dẫn đường mới và có thể được phóng từ cùng một bệ phóng như trước đây. Ukraine đang gia tăng xung đột chưa từng có khi máy bay không người lái đã tấn công trạm cảnh báo tấn công tên lửa ở Amavia, vùng Voronez. Báo chí Kiev chia sẻ hình ảnh UAV gây hư hại nặng cho mục tiêu, trong khi Bộ Quốc phòng Nga không bình luận và không xác nhận dưới bất kỳ hình thức nào về một cuộc tấn công vào cơ sở lá chắn hạt nhân của nước này. Vậy hậu quả xảy ra đối với một trong những radar mạnh nhất của Nga có khả năng phát hiện tên lửa liên lục địa đang lao tới khi vẫn ở trong không gian là gì và phản ứng được Moscow đưa ra là điều thu hút sự chú ý lớn. Cựu lãnh đạo Roscosmos và Phó Thủ tướng Nga, ông Dmitry Rogozin là một trong những người đầu tiên bình luận về tình hình khi nhân vật này biết rõ về lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Ông Rogozin giải thích những gì đã xảy ra đó là Mỹ cố gắng đạt được ưu thế trước lực lượng hạt nhân của Nga kể từ khi Liên Xô cho ra mắt những loại vũ khí như bom hạt nhân và phương tiện mang phóng chúng. Nhưng các cuộc tấn công vào hệ thống phòng thủ quan trọng là điều Mỹ chưa bao giờ dám làm trong gần 80 năm qua, chỉ trên giấy tờ và chỉ trong những cuộc tập trận trên lãnh thổ của họ. Ông Rogozin nói thêm, bây giờ Washington thông qua Kiev đang cố gắng phá hoại cơ sở thuộc hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa MAVKS của chúng tôi, một yếu tố quan trọng của hệ thống chỉ huy chiến đấu cho các lực lượng hạt nhân chiến lược. Ông Rogozin cho biết thêm, Washington luôn tìm cách đạt được ưu thế quân sự trước Moscow kể từ khi vũ khí hạt nhân xuất hiện. Nhưng sự cạnh tranh này chủ yếu chỉ giới hạn ở cuộc đấu trí giữa các nhà khoa học, chiến lược gia và nhà hoạch định chính sách. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng một cơ sở trong mạng lưới phòng thủ chiến lược của Nga bị tấn công có thể khiến xung đột gia tăng đáng kể, thậm chí đặt ra nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân. Thiệt hại với đài Voronezh DM ở Amavir, ngay cả trong thời gian ngắn, cũng ảnh hưởng đáng kể tới mạng lưới cảnh báo sớm chiến lược của Nga khiến nước này mất một phần năng lực phát hiện mối đe dọa từ tên lửa hạt nhân và suy giảm khả năng loại bỏ báo động giả. Cuộc tập kích trận địa Amavir cũng đáp ứng các điều kiện về kích hoạt đòn trả đũa hạt nhân trong học thuyết được chính phủ Nga công bố năm 2020. Trong đó có bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào địa điểm thiết yếu với quân đội và chính phủ Nga gây gián đoạn khả năng phản ứng của lực lượng hạt nhân. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Ngày 26 tháng 5, quân đội Israel cho biết ít nhất 8 quả tên lửa đã bắn vào miền trung nước này từ phía thành phố Rafah ở phía nam giải Gaza. Lực lượng phòng không Israel đã đánh chặn thành công một số quả tên lửa này. Trước đó, quân đội Israel đã phát còi báo động khắp khu vực miền trung nước này, bao gồm thành phố Tel Aviv, cảnh báo đề phòng tên lửa phóng tới. Đây là lần đầu tiên trong vòng 4 tháng qua, quân đội Israel phát còi báo động tại Tel Aviv. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại nào sau vụ việc. Trong khi đó, lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas tuyên bố đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa cỡ lớn vào Tel Aviv. Thông báo trên Telegram ngày 26 tháng 5, Al-Qassam cho biết vụ tấn công nhằm đáp trả hoạt động thảm sát của quân đội Israel nhằm vào dân thường ở giải Gaza. Kênh truyền hình Al-Aqsa của Hamas đưa tin nhiều tên lửa đã được phóng từ giải Gaza. Cùng với việc phát lại clip do lữ đoàn Al-Qassam công bố, hãng tin Reuters nói rằng họ không thể xác minh độc lập địa điểm hoặc ngày quay đoạn video này. Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh các nhà hòa giải của Mỹ, Ai Cập và Qatar vẫn đang xoay sở để đạt được bước đột phá hướng tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas sau hơn 7 tháng nổ ra xung đột. Trước đó, báo The Times of Israel dẫn lời các quan chức cho biết Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns sẽ đến châu Âu trong những ngày tới để gặp ông David Bania, lãnh đạo cơ quan tình báo Mossad của Israel và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdurrahman Anthony. Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo, nội các chiến tranh đã đề nghị nhóm đàm phán tiếp tục đối thoại để giải cứu con tin. Vòng đàm phán ngừng bắn gần nhất đã kết thúc chóng vánh sau khi Israel khởi động cuộc tấn công Rafah trong tháng này, bất chấp sự phản đối của quốc tế, gồm từ đồng minh Mỹ. Israel đã ra lệnh sơ tán hàng loạt khỏi Rafah và hơn 800.000 người dân đã di tản khỏi nơi đây. Quân đội Israel khẳng định không tấn công bừa bãi mà đang hoạt động cẩn trọng và chính xác. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho rằng, chiến dịch Rafah đến nay diễn ra hạn chế và có mục tiêu cụ thể, không tấn công mạnh vào khu đô thị đông đúc. Phía Israel tìm cách giải cứu các con tin đang bị Hamas cầm giữ, trong khi phía Hamas muốn chấm dứt hoàn toàn xung đột và Israel thả các tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại nước này. Theo Al Jazeera, các binh sĩ Israel hiện phong tỏa những con đường trong thành phố và một trại tị nạn ở gần đó Tất cả các bệnh viện và một số tòa nhà quan trọng bị bao vây với các đội bắn tỉa xuất hiện trên mái. Khoảng 30 xe chiến đấu đang tham gia cuộc càn quét. Những tiếng nổ và tiếng súng được nghe thấy trong thành phố. Đã có thông tin về những vụ đụng độ giữa quân đội Israel và các lực lượng kháng chiến Palestine. Ở một diễn biến khác, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck đánh giá các hoạt động của Israel ở giải Gaza đi ngược lại luật pháp quốc tế. Trả lời phỏng vấn hãng tin DPA, Phó Thủ tướng Đức lập luận, dứt khoát là Israel nên tuân thủ luật pháp quốc tế nạn đói, những khổ đau của nhân dân Palestine, những cuộc tấn công ở giải Gaza như chúng ta hiện được chứng kiến theo phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế, đi ngược lại luật pháp quốc tế. Có nghĩa là Israel phá bỏ biên giới ở đó, họ không thể được phép làm như vậy. Trước đó, Tòa án Công lý Quốc tế của Liên Hợp Quốc ra phán quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch tấn công thành phố Rafah và duy trì mở cửa khẩu cùng tên để đảm bảo luồng hàng viện trợ nhân đạo được chuyển tới người dân Palestine. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng ra tuyên bố ủng hộ phán quyết trên của ICJ tuyên bố nhấn mạnh Pakistan yêu cầu Israel thực thi ngay lập tức và vô điều kiện các phán quyết mới nhất của ICJ cũng như những yêu cầu trước đó vào các ngày 26 tháng 1 và 28 tháng 3. Bộ Ngoại giao và người di cư Liban cùng ngày ra tuyên bố yêu cầu Israel ngừng ngay lập tức các hoạt động quân sự ở thành phố Rafah, phía nam giải Gaza, coi đây là cơ hội quan trọng để chấm dứt các chính sách tấn công và di rời người dân của Israel. Sau hơn 7 tháng kể từ cuộc tấn công của Israel vào Gaza, các nhà hòa giải vẫn đang phải xoay sở để đạt được bước đột phá về thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. phía Israel tìm cách giải cứu các con tin đang bị Hamas giam giữ, trong khi phía Hamas muốn chấm dứt xung đột và thả các tù nhân Palestine đang bị giam giữ ở Israel. Theo trang V. The Asian Times, Đức gánh chịu tổn thất nặng nề trong hai cuộc chiến tranh thế giới, khiến phần lớn cơ sở hạ tầng quân sự cũng như ngành công nghiệp quốc phòng bị phá hủy. Tuy nhiên, chỉ vài thập niên sau đó, Đức trở thành một cường quốc xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Từ đống cho tàn, ngành quốc phòng của Đức đã trở thành một trong những ngành công nghiệp quốc phòng lớn nhất thế giới, chiếm 5,6% xuất khẩu vũ khí toàn cầu từ năm 2019 đến năm 2023. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, Đức hiện giữ vị trí là nước xuất khẩu quốc phòng lớn thứ năm thế giới, xếp sau Mỹ, Pháp, Nga và Trung Quốc. Một thực tế nữa, Đức hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine và Israel sau Mỹ. Vũ khí nhập khẩu từ Đức đóng vai trò lớn thúc đẩy khả năng phòng thủ của Israel. Dù cũng là nước xuất khẩu vũ khí lớn, nhưng Israel phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu máy bay, bom dẫn đường và tên lửa. Tổng giá trị mặt hàng vũ khí mà Đức bán cho Israel trong năm 2023 lên đến 353,7 triệu đô la Mỹ. Do xung đột Israel Hamas, phê duyệt xuất khẩu quốc phòng của Đức cho Israel trong năm 2023 đã tăng gần gấp 10 so với năm 2022. Theo hãng thông tấn Đức Deutsche Press Agentur, năm qua, Đức chủ yếu cung cấp cho Israel các linh kiện của hệ thống phòng không và thiết bị liên lạc. Ngoài ra còn có 3.000 vũ khí chống tăng cầm tay và 500.000 viên đạn cho súng tự động hoặc bán tự động. Trong lịch sử, Đức luôn duy trì vị thế là nước hỗ trợ quân sự hàng đầu cho Ukraine ở châu Âu cũng như trên toàn cầu. Tham dự tại Ukraine, Đức nhanh chóng nổi lên không chỉ với vai trò đồng minh chính trị vững chắc nhà cung cấp quốc phòng quan trọng mà còn là một đối tác kinh tế lớn cung cấp hàng hóa thiết yếu cho nền kinh tế Ukraina. Theo báo cáo của đài BBC News, từ tháng 2 năm 2022 đến cuối tháng 2 năm nay, Đức đã cung cấp cho Ukraina lượng vũ khí và thiết bị với giá trị khủng lên tới 10,7 tỷ đô la Mỹ. Trong số các tài sản quân sự Berlin cung cấp cho Kiev có hai loại vũ khí nổi bật là hệ thống tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại tầm trung IRIS-T và xe tăng Leopard 2. Chưa dừng lại ở đó, Mới đây, tờ Bill cho biết Bộ Quốc phòng Đức đã yêu cầu chính phủ bổ sung 3,8 tỷ euro để mua vũ khí cho lực lượng vũ trang Ukraine. Như vậy, với 7,1 tỷ euro đã phân bổ trong năm 2024, Bộ Quốc phòng Đức đặt mục tiêu nâng tổng viện trợ quân sự cho Kiev trong năm nay lên gần 11 tỷ euro. Trước đó, tờ Bill đưa tin số tiền này cũng sẽ được sử dụng để trang bị bổ sung vũ khí mà quân đội Đức đã cung cấp cho quân đội Ukraine. Điều này có nghĩa là số tiền này sẽ được sử dụng để mua vũ khí mới cho quân đội Đức nhằm thay thế những vũ khí đã cung cấp cho Ukraine từ kho dự trữ hiện có. Trong số 7,1 tỷ euro đã phân bổ, hầu hết các khoản đều đã được lên kế hoạch. Số tiền này được Bộ Quốc phòng cho là không đủ. Theo kế hoạch, trong năm 2025, Bộ Quốc phòng Đức dự định ngân sách chi kỷ lục lên tới 15 tỷ euro viện trợ quân sự cho Kiev nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại